em. Dạ. Chú em ngồi chơi, tôi múc cho miếng nước lâu uống cho mát nè. Dạ, cảm ơn bác nhiều lắm. Nơi này cũng không khác gì hết. Trời mát lắm đúng không? Dạ. À, dạ, cháu cảm ơn bác. Ủa mà chú em, chú nói là chú là bà con dân thành mà vậy là bà con sao? Dạ cháu là em bà con cô cậu với anh Hai Thành. Vậy bà con gần hả? Dạ gần. Trời ơi, hèn chi cái mặt giống y chang nha. À dạ. À, cái nụ cười cũng giống nữa. Dạ. Bác làm ơn cho cháu hỏi anh Thành và chị Lũ bây giờ sao rồi bác? Vợ con ảnh giờ lưu lạc xứ nào hả bác? Bác làm ơn chỉ giùm cháu để cháu tới cháu chào hỏi chị nhà một tiếng cho phải phép bác ạ. Ta nói vợ nó hiền hậu lắm. Dạ đúng. Hồi lúc mà Thành mới bị bắt nè, nó tới đây mấy lần. Vậy hả bác? Rồi sao nữa bác? Tôi biểu bay về bay bán nhà lấy tiền đi rồi lo thầy kiện. Dạ. Chứ không lẽ làm ngơ sao được phải không cậu? Rồi chị nói sao vậy bác? Thì đó, 1122. Nó nói có chủ điện nó lo. Chủ điện nó là chỗ danh vọng thế thần. À chồng nó thế nào rồi cũng thất nạn. Chị em mà ra cứ xử dân thằng nọ đông được mấy mươi ngày. Dừng kêu ác thằng nọ bị đày thì ở nhà rồi đi lấy người ta. Lấy người ta. Lấy người ta. Mà lấy ai vậy bác? Thì còn ai vô đây nữa. Mưu mẹo họ sắp đặt sẵn hết rồi. À họ lấy cớ là đưa vợ nó đi lo thầy kiện. Mà tôi không biết á, họ làm cái việc kiểu gì nha. Mà tới hồi kêu nhỏ cái án tù chung thân khổ sai, con vợ của nó nghiễm nhiên từ vợ của tá điền nhảy vọt lên làm bà hội đồng cái mổ vật. Ờ họ ăn ở với nhau năm trước năm sau sanh được đứa gái, mới gả chồng hồi năm ngoái nè. Bác ơi, vậy chứ chị Lũ chị ở với anh Thành không có đứa con nào sao bác? Nghe nói hồi đó lúc Thành nó còn ở nhà, vợ nó có bầu đâu 5-6 tháng. Dạ đúng rồi bác, đúng rồi bác ơi. Về ở với người ta 2-3 tháng gì á, sanh được thằng trai. Con trai, con trai. Ôi mà con ruột gì của họ đâu, họ thương, họ yêu cậu ơi. À, cho nên mới đẻ nhỏ ra mấy ngày thì họ lôi đi đâu biệt tích rồi. Lôi đi biệt tích hả bác? Trời ơi. Trời, sao sao vậy con? Trúng gió phải không? Để tụi coi tụi trúng gió phong. Kiếm chai dầu cạo gió. Chai dầu để đâu rồi trời? Chai dầu có sao không? Bác Hương ơi, cháu là thằng Hai Thành nè bác Hương ơi. 19 năm tội tù quan ức, nay cháu vượt ngục. Cháu vượt ngục trở về. Trời ơi. Bác ơi. Hả? Mày còn sống? Mày vượt ngục? Cháu còn sống đây bác ơi. Cháu định về đây trước là để thăm bác, sau là hỏi tung tích vợ con của cháu. Nhưng giờ vợ của cháu là vợ người khác rồi. Con đứa nhỏ cũng bị người ta lưu đày biệt tích. Cuộc đời cháu cam tuyệt vọng rồi bác ơi. Nó còn sống, nó còn sống. Bác nói còn cháu nó còn sống thiệt hả bác? Sống. Bác ơi, nó tên gì vậy bác? Tao đặt nó là Võ Minh Luân. Võ Minh Luân, tên đẹp lắm bác ơi. Tụi bay ơi, tụi bay về chiều đi nha, nhớ rượu tao đi chơi nữa nha. Nó là hả bác? Con của con đó hả bác? Nó về tới. Thôi nè, bây giờ bay mày nép vô trong đi nghe. Tao nói chuyện nó một chút, rồi cái tao kêu bay ra đi. Rồi cha con nhìn mặt nghe không? Dạ con cảm ơn bác lại trời. Trời ơi là trời. Nhớ nha tụi bay.
Má ơi, hôm nay con câu được 4 cá nha má. Chuyến đem ra chợ bán 3 con, còn 1 con đem gì? Má, sao má khóc vậy má? Có chuyện gì vậy má? Con à. Dạ. Con đem đục vô trong cất đi rồi ra đây má nói chuyện con nghe nha. Dạ dạ dạ. Bác ơi, bác ơi, nó lớn quá rồi. Bác ơi, cảm ơn bác nhiều lắm bác. Má, có chuyện gì vậy má? Sao má khóc vậy má? Con à. Dạ. Con lại đây, con nhìn kỹ coi con biết ông này là ai không con? Dạ con không biết má. Ờ phải rồi, sao con biết được? Cái người này. Dạ. Là cha ruột của con đó. Cha ruột của con hả má? Cha con nó bị án oan lưu đày biệt xứ ngoài Côn Đảo 19 năm trời. Nay nó vừa không trở về đây. Bà là mẹ nuôi chứ không phải là mẹ ruột. Lại nhìn cha đi con, nhìn cha cho con, cho cha con nó đỡ tuổi. Luân, bà nè Luân. Bà. Bà đây ví bằng trời cao biển rộng. Vậy con hãy quỳ xuống đây cùng với ba lại tạ công ơn bà dưỡng nuôi con 19 năm trường. Ngày đêm lo sợ tai qua đến bất thường nhà. Tuổi già mà phải lặng lối vô đây.
đừng có nhắc cái chuyện ơn nghĩa với tao làm gì. Ngày giờ này mà thấy cha con bấy đoàn tụ, tao mãn nguyện lắm rồi. Bấy lâu nay tao chỉ sợ phong vũ bất kỳ, ai mà lo cho nó. Con ơi 19 năm tội thù oan ức, ba chỉ biết thở than cùng tháo mộng sân hà. Cho đến khi cùng tổ ba mới vượt trùng dương trở lại quê nhà. Con ơi gốc cổ thụ tuy già cỗi khô khan, nhưng vẫn nảy lên những chồi xanh. Nhờ có bà đây vào lòng thiện giờ thôi, cha con mày gặp nhau vậy là vui quá rồi ha. Dạ, rồi từ từ cha sẽ cho con biết về chuyện của mẹ con nghe con. Dạ. Mày mới về tới nghe, làm cái gì cũng phải cân nhắc cho kỹ lưỡng nghe. Dạ. Không con. Rồi bây giờ hai cha con vô đây bà mà tâm sự đi ha. Tao ra sao tao nấu cơm, rồi lát hai cha con mày vô ăn. Dạ. Ê, rồi ăn cơm xong cái mày coi ở tù có chuyện gì vui mày kể tao nghe mày. Trời đất ơi bà ơi, ở tù rầu thúi ruột có cái gì mà vui. Cha vui là ngày hôm nay ba gặp lại con rồi Luân ơi. Ba. Phải nói là bạn can đảm hơn nữa, đó là chọn trích đoạn đời cô Lũ mà không có cô Lũ là sao? Dạ tại vì cô Lũ cô ngồi ở dưới rồi, cho nên phải làm ở lớp không có cổ. Thưa quý vị và các bạn thân mến, cải lương Chi Bảo, nghệ sĩ nhân dân Bạch Tuyết. Đấy, cô Lũ ngồi dưới, một tràng vỗ tay cho cô. Thật ra thì tôi có một cái gì đó rất là vui mà rất là thanh thản, rất là thoải mái, là vì xem cái tác phẩm kinh điển Đời Cô Lũ của bác Trần Hữu Trang với một cái người diễn viên trẻ mà nổi danh đó là hài, đúng không? Phải không con? Tức là Gia Bảo là người ta gọi là nghệ sĩ hài, đúng không? Và rồi lại là tông tổ của Đoàn Thanh Nga, và một cái cô đóng bà Hai Hương đó là một nghệ sĩ trẻ, rồi một bạn đóng Võ Minh Luân á, là một ca sĩ nổi tiếng. Tôi thấy mừng cho cái Lương. Bảo diễn hay, bảo diễn đúng cái nhân vật. Phải nói rằng đây là một điểm son trong đời diễn viên của Gia Bảo. Mỗi lần mà nghe Gia Bảo hát giọng cổ thì ông đây có phần hồi hộp. Mà bù lại cái diễn xuất của Gia Bảo rất là tốt. Nó hòa quyện với lại cái người đồng nghiệp của mình. Diễn cái vai rất là ăn ý. Và cái từ cái câu thoại và cái động tác cũng như là cái tình cảm mình nói ra đó, nó làm cho người nghe nó cảm xúc được. Cái vai Võ Minh Thành này phải nói là nhiều đàn anh đàn chú diễn ghê lắm. Phải nói là bây giờ mới thấy được Gia Bảo diễn cái vai Võ Minh Thành. Diễn thì coi như mình không so với mấy anh mấy chú trước được đâu, nhưng mà so với Gia Bảo với cái này thì chú Nam thấy là thành công. Nói theo nghề thì Gia Bảo là một người diễn có nghề, từ cái đài từ phát âm cho tới cái ao chót, biết cách để ao. Cái thường thường cuối cái lớp diễn thì mình cái đài từ mình phải mạnh mẽ lên, thì Gia Bảo đã biết cái điều đó. Gia Bảo rất là hạnh phúc và may mắn sống trong một cái ánh hào quang, hai cái ánh hào quang, mà hai cái ánh hào quang đó tới tận bây giờ vẫn chưa hề phai nhạt. Đó là hào quang của chị Thanh Nga và anh Bảo Quốc. Người ta nhìn Gia Bảo, người ta thấy cả một cái thế hệ, và người ta rất là thương. Và hôm nay nhìn thực chất thì Gia Bảo diễn rất là tốt. Và tôi khen Gia Bảo là một người thông minh. Cảm ơn em. Chúng ta vừa lắng nghe xong lời nhận xét từ phía ban giám khảo, còn bây giờ sẽ là số điểm. Xin mời nghệ sĩ nhân dân tiến sĩ Bạch Tuyết. Dĩ nhiên là cho con mời á. Mời! Số điểm của danh ca Thái Châu. Mời! Xin được mời số điểm từ phía nghệ sĩ ưu tú Thanh Nam. Xin mời. Đáng lý ra đây là chú Thanh Nam
bớt con nửa điểm. Mà chú Nam khen con cái là con có tâm huyết với nghề nghiệp. Cái thứ hai nữa là cái sự can đảm của con dám chọn cái giày võ Minh Thành. Mời! Số điểm của nghệ sĩ ưu tú Thanh Kim Huệ chúng ta sẽ biết được ở cuối chương trình. Và bây giờ sẽ là số điểm của giám khảo khán giả tại trường quay. Xin mời. 9,6 điểm, chúc mừng bạn. Trời ơi. Tên già ngươi. À dạ. Nhận lấy mũi tên của lão. Dạ quan, dạ dạ dạ. Tôi là lính của đồ tướng quân, dưới trương tỉnh quốc công. Dạ. Đồ tướng quân của ông là ai? Người tên Nguyễn Phục, bữa ăn thường hay mắc nghẹn nên thường nhớ quê nhà, sai tôi tìm cha già. Dạ. Vậy ông có biết cha của Nguyễn Phục tên là gì hay không? Dạ biết chứ. Người là người cấp cung tiễn Tâu Hầu Hưng Đạo Dương Trần Quốc Tuấn, chức gọi Tọa Thượng Nô, tên gọi Nguyễn Địa Lô. Nguyễn Địa Lô là tên của lão đây. À, còn Nguyễn Phục là con trai của lão. Còn đây là anh mày em gái của nó. Cả nhà sum họp một đàn, duy chỉ có nó như dạng sầu lẻ bạn thôi. Dạ. Chú em. Dạ. Chú em có biết tin gì về con trai của lão? Cho lão hỏi thăm chút đi. Dạ thì con trai của lão á, nó mập hay là nó gầy? À thì y mà con nhà gió làm sao gầy được, phải vậy không anh mày? Dạ. Nó đen hay là nó trắng? Dạ. Y già lão lẩm cẩm quá, giấy dầu xương gió ai trắng bao giờ. Dạ. Nó làm cho cái chức gì rồi? À, dạ. Nó cao hay là thấp? Thì nó là đô quý hay là đô? Cha ơi. Sao hả? Con nói cha nghe nè, ngựa vượt đường xa, chân run bụng đói, chắc là mấy ngày nay chưa có được bữa cơm no. Cha hỏi chi mà chẳng có lúc ngừng, phải để cho người ta thở nữa chứ. Cái con này nó nói chi phải đó chứ. Anh Mai à. Dạ. Bây giờ con vô trong, con thổi lửa nấu cho cha một nồi cơm lớn, để cha mời chú em đi ăn, để tao còn hỏi chuyện anh Bay nữa chứ. Dạ. Nhanh dạ. lên nghe không. Chú em. Dạ. Ngồi chơi. À ngồi hả lão gia. Nghe dạ. lão hỏi rồi, ngồi. Biết tin tức gì về con trai của lão? Nói cho lão nghe. À, lâu dạ. qua rồi lão không có gặp nó. Dạ thưa lão gia, tướng quân còn có bảo, ngày đi còn thơ dại, nay vai rộng lưng dài, chẳng hổ với tài trai, đổ đầu ba trường võ. Hả? Thằng Phục nó đổ đầu ba trường võ? Dạ. Trời ơi, cái thằng giỏi quá vậy ta. Bởi vậy Dương gia Trần Kiện mới yêu thương tài cao sức rộng của người, mà đem ái nữ Bảo Trâm tác thành duyên nợ. Hả? Thằng Phúc nó có vợ? Dạ. Thằng Phúc nó có vợ? Dạ. Như vậy là lão có dâu? Dạ. Nó định hôn lễ cái ngày nào? Nói cho lão chuẩn bị cho con trẻ. Dạ chứ. Từ mấy tuần trăng trước hôn lễ xong rồi. Hả? Từ mấy tuần trăng trước? Dạ. Hôn lễ đã xong rồi à? Dạ. Ôi chuyện sao ta nghe quá lạ tai, tuy còn ở xa nhưng còn có cha già, cứ sao tự ý cử hành hôn lễ à, không một lời thưa lại với cha. Dạ trong chuyện này á, người cũng có phân vân, nhưng dương gia gấp việc quân bình, người còn nhất cầu bất hiếu hữu tạm, thế ra nó thành hôn là cũng bởi cha già. Dạ. Vậy mà cha già cứ phải chấp mê con. Dạ. À, phong thư một bức kích trình đại lão gia. Ồ, để lão xem. Dạ. Chú em. À dạ. Đọc cho lão nghe. Lão gia ơi, đây là thư mà. Nó biết lão, lão không có biết nó. À, vậy xin phép lão gia cho con đọc. À. Dạ. Dạ trộm nghe trong ba viền mỗi lớn, có cả đạo cha con, kể từ khi lưu lạc tha phương, thân con trẻ đã nhiều ngàn trái, nay đại quân Nguyên xâm lấn, đất Nam ban thành vách đành dùi sâu, bởi vậy nên chi nhờ đại quốc mưu toàn ngồi báo,
Trần Dương Gia. Trần Dương Gia sao? Trần Dương Gia nhập Bắc Quy Hằng. À! À! Tham mà phi tình ha. Mày vừa nói cái gì mà tai ta nghe như sấm nổ? Trần Dương Gia nào? Dạ. Trần Dương Gia nào mà nhập Bắc Quy Hằng? Dạ, Dương Gia. Dương Gia Trần Kiện, con của Tĩnh Quốc Công. À! Thương bay cho con ta, tội bay cho con ta, cánh chim hồng dạng cánh chở trời xa. Vậy mà ngàn trái đi theo phường sâu dân hại nước. Chắc là nó rầu nát ruột, chắc là nó nghĩ nát đầu, cho nên mới cho người về đây thưa với cha già hầu phân một nẻo chung riêng vẹn vẽ đây mà. Tham mã phi tinh. Dạ. Tiếp đi con. Dạ. Và bởi vậy nên chi nhờ đại quốc mưu toan ngôi báo, Trần Dương Gia nhập Bắc Quy Hằng, thảo ngôn đồ đại việt kinh dân, thần con trẻ tội thần giữ đạo, cấp kim chạy theo người. Cấp kim chạy theo người. Lão quỳ xuống đây dạng dây cùng đất trời cây cỏ, cánh băng nó xúc nôi từ nhỏ, cánh băng như máu của ta rơi, vì chờ đợi tin con chẳng biết tin đâu, để ngài nhớ đêm mong chứ biết chi đây, lòng nặng bị ai ngậm đắng nuốt ta trai, ai cào xé tim già. Không, con ta không phải là kẻ phản nước hại dân. Thôi, ấy thì ý ông đã rõ, tập dân mật lệnh với hai nhiệm vụ, một là thư gửi ông đầu quân không được, còn hai là ta sẽ đưa ông về chỗ Mã Tây. À, thôi thôi. Hey! Sao mày còn nằm đó? Sao chưa bắt nhìn tao? Mày nó nghe phục chút xíu nữa thôi là cha không kịp ngăn con làm cái chuyện phản dân hại nước rồi Phục à. Mày phải nghe lời cha nói nghe không? Cãi cha hả Phục? Cha đánh mày, cha đánh mày chết nè Phục ơi. Cha, tỉnh lại đi cha. Bởi trong cơn nóng giận cha đã phạm lỗi tài đình. Đây là tên tham mã phi tinh, chứ nào phải anh con nằm đó. Mau! Trời! Tội giết người vô mối,
tội của con phản nước hại dân. Hiểu lòng ta chỉ có đất trời thiên địa. Gây tội, ta đành chịu tội. Sao cha? Anh mày dằn ra. Cha. Cha. Cha như thuyền con giữa dòng sâu, làm sao thấy bờ không bến mờ. Cha ơi, nghe con bài to, lòng con xót xa nghe tất cả tội bờ. Anh mày. Cha. Cha. Làm sao biết trời cao chỉ từ đôi mắt ta. Ta yêu nước non hơn và sông, trời cao chứng chi cho nỗi lòng ta hiếu trung. Thần gây tội. Trời. Thần gây tội. Trời. Ta đành chịu tội. Cửu Trân hết sức là bất ngờ hôm nay Gia Bảo dám thể hiện cái vai của nghệ sĩ nhân dân Thanh Tòng, một cái vai diễn mà phải nói là đã qua nhiều thế hệ, đã có nhiều nghệ sĩ đã được thành danh với cái vai diễn này. Và Gia Bảo cũng muốn được thử sức một cái vở diễn kinh điển của đoàn cải lương tuồng cổ Minh Tơ, và gia đình chúng tôi sẵn sàng chia sẻ cho Gia Bảo, một hậu duệ của đoàn Thanh Minh Thanh Nga, hết sức là cầu tiến và ham học hỏi. Chúc mừng em. Hôm nay bà thấy con ca rất tốt, con diễn rất là vừa, tại vì bà sợ diễn mà nó lố nó dư, bà không có coi được chú Thanh Tòng làm vai này. Nhưng mà nghe Quế Trân nói như thế thì bà thấy bữa nay con giỏi quá, con làm được như thế này là con quá giỏi. Như vậy là mới là nối nghiệp bữa nay đó. Bà nói thật là bà hài lòng về con, bà hãnh diện gì về con, bà rất là hạnh phúc. Bà cảm ơn con. Nói để cho Gia Bảo vui là riêng con khi diễn cái vai này, con đã có một cái rất là riêng của cái Nguyễn Địa Lô. Rõ ràng là con đã xem rất nhiều đúng không? Và con đã học rất nhiều của các vị tiền bối đúng không? Quý Trân có nhận ra là học được mấy câu của nghệ sĩ nhân dân Thanh Tòng không? Dạ có, thật sự con hết sức là bất ngờ và xúc động. Và con không biết là Gia Bảo đã xem, đã nghe và đã học như thế nào mà có thể mà thuộc lào lào nhuần nhuyễn và có cái thần như vậy. Cô nghe mà cô thuộc cái tuồng này. Dạ. Cho nên biết từng đoạn một, cảm nhận được là học ở đâu và vì sao mà nói được cái chuyện như vậy. Dạ. Kể cả cái chuyện mà kéo cô mà lại. Dạ. Nếu như mà chị Thanh Nga còn sống, chắc là chị vui lắm. Chú thì chú không có được cái may mắn mà xem các bậc tiền bối mà diễn cái vai này. Nhưng mà hiện tại chú thấy con diễn đó mê quá. Mà cá tính của cái nhân vật này là ổng ưa hổ 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 vậy đó hả? Dạ là phải không? Cái đó là cái riêng ông. Ổng tức giận lên. Cái này là cái đặc biệt của ổng. Mà sao mà có tài quá, một từ một cái diễn viên bên kịch diễn hài mà bây giờ qua bên cái lĩnh vực này mà cũng làm tới nơi tới chốn như thế này là con quá tài rồi. Thần sắc, thần thái rồi. Hát mùi. Mà trong cái hát cải lương hồi nãy có nức nở nữa nha. Trời ơi, giống Thái Châu hát nhạc tình ghê. Tôi kết cái chỗ nức nở đó đó. Gia Bảo ở ngoài đời thì kêu ba bằng ba. Từ nãy giờ ba ngồi ba giống như ba hạnh phúc lắm. Vì những cái gì ba la con, ba hay dạy con, ba hay chửi con. Thí dụ ba hay nói giỡn với con là trời ơi mày hát dở quá Bảo ơi,
dòng họ cải lương mà sao mày hát dở quá. Nhưng mà hôm nay con hát hoàn toàn làm bà bất ngờ. Bất ngờ vô cùng, không phải là hát đẹp, hát hay, mà là con hát đúng tính cách của cái nhân vật, và con hát đúng nhịp, và ba rất là hãnh diện. Bạn làm cho Nguyên Vũ hãnh diện lay luôn đó. Bây giờ sẽ là số điểm dành cho bạn. Xin được mời số điểm từ phía nghệ sĩ nhân dân tiến sĩ Bạch Tuyết. Mời! Xin được mời số điểm từ phía danh ca Thái Châu. Mời! Xin được mời số điểm từ phía nghệ sĩ nhân dân Ngọc Dầu. Số điểm của nghệ sĩ Minh Nhí sẽ giữ lại cuối chương trình. Còn bây giờ là thời gian dành cho quý vị khán giả tại trường quay bình chọn cho Gia Bảo. Chín phẩy năm điểm. Một giấy đây, hạt dưa đây. Con tôi. Bảo ơi, Bảo ơi, Bảo. Bảo ơi, con đâu rồi Bảo ơi? Bảo. Hồi nãy lén lén vô đoàn hát, gặp cái cô Đào dễ thương lắm. Cô Bình Tinh, đúng rồi. Nói với cô Bình Tinh là con là kép con mới về đoàn, cô làm mặt cho con đi. Cô không biết cô làm mặt cho mình, xong mình chui vô cái rương mình ngủ. Bây giờ mọi người đi về hết rồi, tới giờ của mình hát nha. Cái rương này tiếng trống mê linh. Thi tướng quân, thi tướng quân, thi tướng quân. Thôi rồi, mà lòng cảm thấy xôn xao. Thánh thiên đâu ngại hy sinh, nhưng không cứu được tướng quân. Ngựa mặt hổ với trời, nhìn đất lại xôn xao. Ai không hiểu lòng nhi nữ, tội chi dằn vật thân mình. Tuy việc chúng ta không thành, nhưng nào phải lỗi tại ta. Thì tướng quân lên vàng quá, mà tôi nghe nóng cháy cả tim mình. Hỡi phu tướng, cách tường thành chắc phu tướng không thể nào thấy được, nhưng tâm linh chàng ắt sẽ cảm thông. Nay tiếp vọng bàn thờ trước ngưỡng cửa Liên Lâu Thạch, hương khói nhạt mong chàng chứng giám. Nhớ năm xưa chúng ta hiệp cận, đã lại nhau ba lại để dày cuộc trăm năm. Thời gian qua thiếp chưa lỗi đạo vợ hiền, chàng cũng vẹn nghĩa tình phu tương.
chàng giới thiệp cùng chung chí hướng. Dây kề dây gánh nặng non sông. Nhưng hỡi ôi chi tan bồng nay chưa kịp hòa, mà đường ẩm dương cách trở lạnh lạnh áng mây sâu. Thiếp xin được quấn dành khăn tang trắng lên đầu, lại thứ nhất thiếp xin tạ tội vì không đủ tài cứu nổi phu quân. Lại thứ hai thiếp xin được thứ tha vì đã đau lòng tế sống người bạn trăm năm chăn gối. Ôi trời liên lâu chưa tan hồi trống trận, bà đất mê linh qua lái vội thương sầu. Thì tương quân hỡi ba quân tướng sĩ, dạ ta đã làm xong đạo nghĩa vợ chồng, giờ ta ra lệnh tấn công, dầu phải hy sinh phu tướng. Chủ tướng, xin chàng hiểu nỗi lòng của chị. Lại chị, xin chị cho em được nổi trong tấn công. Truyền tấn công. Trương Trắc là một người nữ anh hùng giữ nước. Bây giờ hay là mình đóng hề ta. Bên cầu vết lúa. Mẹ tôi từng tuổi này rồi, còn bị đánh đập như vậy, làm sao mà chịu nổi chứ. Trần Minh ơi, mày có ở nhà không vậy Trần Minh? Trần Minh ơi, Trần Minh, mày làm gì không ra mở cửa cho tao vô mày? Trời ơi, anh làm gì mà la lớn quá vậy? Mẹ tôi đang bệnh kìa. Ủa, tao nói nhỏ xíu, la làng rồi nè, mày nói tao la làng mày. Cái gì vậy? Cái gì mà la làng không xong cái chân lại rồi mày? Mày nghe nó nói gì không? Nói gì? Nó nói mẹ đang bệnh, nói nhỏ nhỏ thôi. Ê mày, tụi tao nói về bộ lớn lắm mà mày. Tôi lại hai anh, mẹ tôi đang bệnh, mới giường được ngủ à. Đâu coi coi, trời bệnh mà mày đặt ngủ nữa ha. Ê mày, bà ngủ rồi kìa mày. Bà ngủ bà hả? Bà giờ sao vậy? Ủa mẹ nó hay mẹ mày? Mẹ nó sao mẹ tao cứu nó đâu không? Sao mẹ tao được mày? Mẹ nó sao mặt mày lo dữ à? Mày vào xử nó đi nè. Ê mày, ê Trần Minh, tôi nói hai anh nói nhỏ giùm cái. Tao hỏi mày nè, sao bữa nay không lên trường học? Mày mực cho tụi tao chép bài. Tụi tao ý là có mày làm bài nhanh như chớp vậy đó, mày làm bài phú cho tụi tao, cho nên tao mới tin tưởng mày, tao không nhờ cái thằng khác. Vậy đó cho nên thầy đánh tụi tao. Mấy đứa mười roi đau thọc ruột à. Tao còn bị bắt khoanh tay quỳ gối suốt một buổi trưa đó mày. Xin hai anh thương vì mẹ tôi lâm trọng bệnh, đành sao làm việc xử kinh chứ không thể quên bổn phận làm con. Trời, bả là mẹ của mày chứ bộ bả là mẹ của tụi tao sao? Mà mày để cho tụi tao bị đòn vì bài phú không xong. Đời tôi quá khổ đau với kiếp người bất hạnh.
đành có lỗi với các anh, chứ tôi biết phải làm sao. Bả là mẹ của mày mà mày nói mày không biết làm sao. Mày để thầy đánh tuổi này thì mày đâu có nghe đâu. Này anh thương mà. Vậy mày làm ơn mày thương nó giùm tao đi. Tao nhìn mặt nó thương quá nổi á. Cái mặt của thằng Trần Minh thì làm sao mà thương cho được. Hễ dùi đánh đục thì bây giờ đục phải đánh sẵn. Mày để tụi tao bị đòn thì tụi tao tới đây đè mày tao đập lại. Chờ anh Nhuận Điền về tính lại, chừng đó anh tính sao tôi cũng nhất nhất nghe theo. Ô, mày nói sao? Tụi tao rảnh lắm hả mày? Bộ rảnh lắm tới ngồi chơi với mày, ngồi trên đầu mày hả? Nhà mày có cái ghế nào đâu mà kêu tụi tao ngồi? Đâu có rảnh đâu. Đợi anh Nhuận Điền trâu nước vậy nói chuyện vài ba câu với nó. Trời ơi, mày giỡn mặt. Tao lén đánh được căng mày. Mày dám đá nó luôn hả? Trời đất ơi, mày dám đá nó luôn mà. Trời ơi, nó mất cái đồ thở. Mày cho đánh. Đánh tao luôn mày. Trời, mất hàm răng mày là mày đẹp lên đó. Mày làm cái gì mày phản tụi tao hoài vậy mày? Qua làm gì đây? Ở nhà buồn quá mày. Qua kiếm thằng Trần Minh đánh giải sầu được không mày? Kiếm tao đánh giải sầu hả? Được sao được. Được sao được anh. Ê, trời ơi, ngộ ghê mày. Cái tay ịnh vô ịnh ra, cái áo đi theo luôn nè. Cái áo nó bị mộc quá. Để tao coi. Làm gì đâu. Giang mà nó không có dính. Nó không có dính được xe nữa. Nó đỡ tao mày. Trời, nó đỡ tao mày. Ê, mày đừng nói đụng tụi tao sợ mày, mày ăn hiếp nghe. Mày nhào vô mày. Đánh nó đánh tao sao? Mày nhào vô đi, mày có hàm răng mày cạp nó. Mày. Trời ơi, trời. Mày đánh tao. Tao về tao mét má tao nè. Mày lên luôn đi. Ê mày, tại sao bên tụi tao đông mà mày dám quýnh tụi tao mày? Hả? Mày dám đến cái gì vậy đó hả mày? Giờ sao? Tao về. Qua đây chị đây. Qua đây em tâm nghe mẹ anh Trần Minh bệnh. Tôi qua đây em thăm mẹ anh Trần Minh rồi thác thuốc qua tặng cho mẹ anh Trần Minh. Thuốc đâu? Anh cầm. Ê! Trời đất ơi, rớt rồi, cái đầu tao rớt rồi. Mày kiếm cái gì? Cái đầu tao. Trên cổ mày kìa. Trời đất ơi, thảo mày. Nè, tao nói lần cuối, đứa nào còn đụng tới Trần Minh, chết với tao. Ô, tại anh không biết, anh gặp tụi em là anh đánh đập tụi em. Chứ thật ra trong lòng tụi em lúc nào cũng thương anh hết trơn hết trọi. Trong lòng tụi em lúc nào cũng cầu trời cẩn vật cho dịch vật anh chết bà cho rồi. Đóng hề rồi. Bây giờ đóng cái vai này khó lắm. Không phải dễ đóng đâu. Thái hậu Dương Vân Nga. Ông thập đạo giặc đang đóng ở ngoài biên, chờ ta nạp long bào. Ý ông thập đạo ra sao? Tâu thái hậu, giặc đang đóng ở ngoài biên, quân hàng trục vạn, đâu có thể chỉ tội ta một tấm long bào. Sứ sang đây là muốn dò xét tình hình binh lực của ta thế nào. Họ định cướp giang sang của ta đó. Tâu thái hậu, thái hậu nên cản xét mưu đồ của họ. Ta lùi một bước, họ tiến thêm một bước. Họ tiến hoài, ta định lùi mãi hay sao? Tâu thái hậu, nhưng gió giông đang kéo đến ào ào. Thử hỏi thái hậu có cách nào ngăn chặn được? Trình các đức ông, ở ngoài kia ta có những ngọn núi dáng hình như hổ phục, chuyến lưỡi dày chặn bước muôn binh. Sông có đá xây lởm chởm, thủy tặc sẽ trầm mình, thể hiện thiên nhiên ta có đầy thuận lợi. Còn việc khóa bể ngăn sông đón giặc sắp tới, người làm tướng thì phải hiểu rõ mưu cao.
mưu cao như thế nào hả quan tâm đạo? Ông đã có sẵn sàng chưa? Ông nên nhớ, thế giặc đang mạnh, đông ở ngoài biên, chúng nó sợ cách đánh của ông, hay là sợ núi cao sừng thẳm mà không dám xuất quân kìa. Thưa đức ông, giặc đang đóng quân ở ngoài biên, không phải sợ những thế hiểm nguy hà của tôi vừa đưa ra. Một thập đạo Lê Hoàng hay một ngoại giáp Đinh Điền hay là một quốc công Nguyễn Bật? Vậy thì họ sợ gì? Họ sợ gì hả ông quan thập đạo? Họ sợ cả nước Đại Cù vì đồng tâm hiệp lực cùng nhau thất chặt. Tổng Thái Hậu, Thái Hậu là người ngồi nhấp chân để thay vua. Xin Thái Hậu cho thần được biết, việc nộp long bào và thư cho sứ giả như thế nào, thưa Thái Hậu? Nộp long bào à? Tàu dân, truyền mang long bào ra đây. Dạng thân Dương ơi, chàng đã cùng tướng sĩ ba quân phơi xương đổ máu để non nước này được tự chủ vươn mình lên cao. Bao khí phách quyển chặt vào tấm lông bào, nhưng nay đảo điên dẫn nước. Thiếp tuy phận đàn bà nhưng vẫn noi gương người đi trước. Ôi, nhìn tấm áo ta bỗng nhớ người xưa, như lời nhắn nhủ đây là hồn thiên sông núi. Ta nhớ lại những ngày thuở trước, cờ hoa lư phấp phới khắp sơn hà. Tấm áo long bào này là vật báo của Giang Sơn. Người Đại Cồ Việt dám mặc để lên ngôi hoàng đế. Quan ngoại giáp ơi, có phải ta đã mai nó bằng xương máu đổ ra ở Bình Kiều, bằng những ngày giáng trân nơi cửa bố? Chính quan ngoại giáp đã một người một ngựa tiến quân xông pha giữa núi giáo rừng gươm. Đây, tấm lông bào này là vật báo của Giang Sơn. Quốc công ơi, có phải ta đã mai nó bằng sấm dậy đất Phong Châu, bằng lửa nung dòng Đồ Động? Chính quốc công đã thúc giang hồi trống trận, quyết xông vào đạn lạc tên bay. Tôi tin rằng trăm họ sẽ tay nối dòng tay, quyết chống lại sự bảo tàng của giặc. Đây, thư phúc đáp của nước Đại Cồ Việt cho sứ thần. Tấm lông bào này, tấm áo thiên tử đầu tiên này, ta quyết không bao giờ dâng nạp. Dạ, cậu bé mê cải lương ngày xưa bây giờ đã lớn, đã là một diễn viên kịch nói, nhưng trong lòng luôn yêu mến nghệ thuật cải lương tận huyết quản của mình. Con Gia Bảo xin hứa với đại gia tộc Thanh Minh Thanh Nga sẽ yêu cải lương và gắn bó với cải lương đến hơi thở cuối cùng của mình.
sân khấu sinh ra, bao ánh sao đang ngời với cái tên của người gắn liền hai chữ Thanh Minh. Để nghe đến tên gánh này ai cũng thầm suýt xoa ngơi khen. Yêu nghề bảo ngài, ngại gì giảng khó với bao thăng trầm, cùng nhau chung sức chung dài. Thanh Minh Thanh Nga rạng ngời, bao vở tuồng ngất ngây người xem. Khóc cho con gái chị Hằng, thương mối tình cô the dở dàng. Tình yêu non nước chảy trong tim, hóa thân giai người năm xưa. Trống đồng gian lừng mê linh, ta tiến quân đánh phương ngoại xâm. Nhìn mưa rừng rơi rơi như xót thương cho nỗi lòng của lại. Lại nhớ đến nơi quê nhà, có một người bên cầu dừng quán. Chờ mong chàng nên danh, duyên trúc mãi suốt đời bên nhau. Chàng ngã tập dương tờ ngày đêm, quyết tâm luyện rèn trọn lời sắc đinh ngày xưa. Dù dòng đời trôi qua, vẫn nhớ dương dân Nga. Trong trách chơi quê nhà, nặng hoàng đôi vai, nghĩa nước tình dân. Giờ biết làm sao, đây Long Bào trao cho người, trao Sơn Hà là trao tất lòng. Sương khỏi nhân gian có phủ mờ, làm sao phai nét tinh anh trong từng giai diễn. Quyết tâm luyện rèn cuộc đời bình đẳng, cháu con tự hào nội nghiệp truyền dẫn tâm sáng trong. Con luôn nhớ người xưa, trong lòng con nguyện rằng bao gian nan không sợ lòng, đem cái lương ngày hôm nay đẹp mãi xưng danh cháu con nhà nòi. Ngồi sao nhớ đêm nay giữa ngàn sao đang rực màu, nhưng sao kia luôn dằn lòng sao nối ngồi ngày đêm luôn cố gắng. Luôn cố gắng đưa cái lương còn mãi xa. Thưa quý vị, một cái điều mà xúc động hơn hẳn là hôm nay Gia Bảo đã mời được các bác, các cô, nghệ sĩ lớn đã xuất hiện trên sân khấu ngày hôm nay với những vai diễn ngày xưa ở đoàn Thanh Minh Thanh Nga. Hôm nay con được một cái niềm hạnh phúc là ông Bảy Hùng Minh giúp giùm con xuất sắc vai ngoại giáp Đinh Điền. Con xin cảm ơn ông Bảy rất nhiều. Con cảm ơn là nữ nghệ sĩ Xuân Lan. Bây giờ cô đã làm nghề khác, ngày hôm nay cô đã trở lại. Và tiếp theo con xin cảm ơn những anh chị cũng như những bạn đồng nghiệp đã gắn bó với con thời gian rất là dài vừa qua. Chúng tôi rất là xúc động với cái công sức của Gia Bảo, cũng nhờ có bạn, những thí sinh của Sao Nối Ngôi mà chúng tôi được tiếp cận trở lại những cái vở diễn gọi là kinh điển của nghệ thuật cải lương dân tộc và những cái giá trị tuyệt vời của những cái vở diễn kinh điển đó. Chú cảm ơn Gia Bảo đã có cái ý tưởng dàn dựng cái tiết mục như thế này. Cái ý tưởng này rất là tốt, nhưng mà chú có ý như thế này:
khi mà chú nhìn Gia Bảo diễn với cái vai Trưng Trắc đó, thì cái cảm xúc nó nghiêm túc, nó không được. Con có nhớ là những cái tập mà Gia Bảo đóng những cái vai già đó mà diễn đó, chú rưng rưng nước mắt được, chú cảm xúc được. Theo chú thì chú nghĩ con nên chọn một cái vai khác nó phù hợp với tính chất của Gia Bảo hơn, mà chú lại thích ưng ý ở cái bên Cầu Dệt Lụa là đúng cái chất của Gia Bảo hơn. Phải nói là Gia Bảo rất là táo bạo, nhưng như chú Thái Châu nói, con quán đổi cái nhân vật nó làm cho cái vai diễn của con không sáng. Nếu như con quán đổi những cái nhân vật của ông nội con thì chắc có lẽ là hôm nay con sẽ tỏa sáng hơn rất nhiều. Tôi thì tôi lại thấy rất là thú vị cái cách chọn của Gia Bảo. Và bạn đã thể hiện cái câu mà không có bất cứ một cái giới hạn nào cho con người khi mà chúng ta còn sống. Là bởi vì khi bạn chọn cái Trưng Trắc, khi bạn chọn Diêu Văn Nga, đồng thời bạn chọn cái vai của một cái ông cà chớn, tức là bạn rất đời. Là vì con người ta nếu mà suốt ngày mình cứ nghiêm nghị hoài đó thì mình sẽ mệt mỏi lắm. Thì như vậy cái cách chọn những cái vai của bạn trong cái trích đoạn này, trong một cái đoạn ngắn như thế, thì bao nhiêu đó thôi, thì tôi cũng rất là chào và kính trọng cái tư duy của bạn đối với nghệ thuật và đối với công chúng. Em xin phép chị Ba cho em nói, chúng ta không phải là không có đồng tình với cách chọn vai, nhưng chúng ta phải chọn làm sao khi đưa đến công chúng vai đó phải tốt. Chọn vai thì ai cũng có thể chọn được những vai hay, nhưng thể hiện làm sao khi công chúng nhìn vào đó phải chấp nhận đó là một vai diễn hay. Xin phép cho Minh Nhí được xưng là ba con với Gia Bảo ở giây phút này. Gia Bảo, con rất là táo bạo, con rất là giỏi, và con đã làm cái chuyện táo bạo cho đêm chung kết ngày hôm nay. Gia Bảo có thể diễn những vai của ông nội một cách ngọt ngào, ba khẳng định điều đó, tại vì con có máu của ông nội trong đó. Nhưng mà con phải biết là càng táo bạo con càng phải cẩn thận và càng phải đổ hết tâm huyết của mình vào. Ba thật sự rất hạnh phúc khi mà con chịu làm cái táo bạo đó. Ba thật sự hạnh phúc khi bắt đầu bài hát của con bắt đầu từ đó về sau, vì đó mới chính là Gia Bảo. Và đặc biệt ở trên màn ảnh kia, bao nhiêu thế hệ ông bà của mình toàn là những tài năng, và con muốn hướng theo cái những cái con người đó. Đó, từ đó về sau ba mới bắt đầu, ba mới có cảm xúc. Tất cả những lời cô chú, nhất là chú Kim Tử Long, ba Kim Tử Long là đúng. Tuy nhiên ba vẫn tự hào về con. Kính thưa ban giám khảo, cho con xin phép con được nói chút xíu. Con đến với Sao Nói Ngôi, con không biết là con sẽ đi tới đâu, nhưng mà đó là những tất cả những cái gì con kính dâng tặng lên cho bà nội ba của con là nghệ sĩ ưu tú Thanh Nga. Con thừa biết là con không bao giờ con có thể đóng nổi những cái vai diễn này, mà ngay cả những nghệ sĩ cải lương chuyên nghiệp cũng rất là khó đóng nổi những cái vai này. Và ngày hôm nay khi con biết con chọn cái tiết mục này là con liều. Sáng nay con có lên con nguyện với bà nội ba của con là con muốn diễn cái vai này. Nếu như mà con không được diễn ở đây ngày hôm nay, cả cuộc đời nghệ thuật con sẽ không bao giờ con được diễn những cái vai này. Thưa quý vị, khi mà tôi nói với Gia Bảo cái điều này đó, tôi không có thương riêng một cái thí sinh nào hết. Nhưng mà tôi có một cái suy nghĩ là tất cả những người trẻ, họ được quyền làm những cái điều mà họ muốn, nhất là những cái điều mà họ thấy rằng đẹp, và họ được quyền bắt chước, và chúng ta ủng hộ họ, và xin cảm ơn. Xin được một lần nữa cảm ơn những tình cảm, những lời động viên và dạy bảo của ban giám khảo đã dành cho Gia Bảo ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn thân mến, số điểm của ban giám khảo thì chúng ta sẽ biết được ở cuối chương trình. Còn bây giờ sẽ là số điểm của anh Kim Đồng ơi, anh Kim Đồng. Trai Sương, em thấy bộ linh giọng, chúng dắt súng đi thật là đông, dường như là đi mai phục gì đó. Dùng đạo làng mình để tìm kiếm anh Đức Thành đó. Anh Đức Thành, bây giờ mình hãy đi cho nhanh, kẻo không còn kịp nữa. Dạ đúng đi rồi em. Đi. Dạ. Bên này, bên này. Để anh leo trước. Anh Đồng ơi, cẩn thận đó. Từ từ nha cái xương.
1 2 3 Anh Kim Đồng, anh rơi vào vực sâu. Ơi cái sương, anh mất em thân rồi. Đôi núi chấp chung thất gần chiều leo. Anh đâu chưa anh không than quyết cho xong trách nhiệm. Bây giờ như vậy, em đi theo con suối, một ba rừng. Còn anh á, anh sẽ đánh lạc vào hướng bọn chúng. Hay là anh để cho em, để cho em gây tiếng động để cho bọn chúng nổ súng nha. Cái Sương, trời ơi, em khùng hả? Anh Đồng biết không, từ nhỏ em mồ côi, anh Đồng còn có mẹ già. Lỡ mà có bề gì á, mẹ anh khổ lắm anh Đồng ơi. Cái Sương, Cái Sương ơi, nghe lời thủ thị bên tai anh buồn rơi nước mắt. Nhưng vì nghiệp lớn anh phải ra đi để bảo vệ cho các anh thoát lưới gông. Đừng khóc nữa Cái Sương ơi, anh đau khổ vô cùng. Chờ ngày anh về bản làng vui khúc hát, người con của núi rừng thì núi rừng sẽ bảo vệ cho anh. Mình cùng đi cùng chung sống chết, trong làng buôn chẳng xa nhau cho tròn giây phút nguyên lưu ngậm ngùi. Đừng Sương ơi, kẻ thù kề bên em hãy đi liền đi, không thì các anh sẽ bị điều nguy. Không, không đâu, em phải đi kỳ này mới đúng. Anh đừng nghĩ làm anh rồi anh ăn hiếp Cái Sương hoài. Anh thương anh chiều chứ anh toan Cái Sương đâu, nhưng vì việc sống chết chứ đâu phải trò đuổi bắt. Vậy mình bắt thăm như những lần chơi trước, ai thua thì phải nghe lời không âm mức trong lòng. Bắt thăm hả? Bắt thăm mà, chịu không? Thôi được rồi, Cái Sương nói vậy á, bốc thăm thì bốc thăm, nhưng mà bốc thăm rồi là không ăn vàng đó nha. Hạ vậy đi, hứa rồi nha. Bốc thăm tay nào có cỏ là người đó phải về nhà á nha. Bốc đi, bắt đi. Cái Sương, em hãy về nói với Cao Sơn Thanh Thủy á, là xong công tác anh Kim Đồng sẽ về, cứ hỏi có con trâu làm trò á, nghe không? Trời ơi,
Anh hứa nhớ về nói với mẹ, xong công tác anh về dỗ cha nha cái sư. Em chờ anh nha anh Đồng. Ê, thằng nhóc kia, mày là ai? Từ đâu đây? Đứng lên! Đứng lên! Tụi mày, bắt nó! Bắt nó lại cho tao! Chị hiểu nói tụi mày! Bắt nó lại cho tao! Thằng nhóc kia! Đứng lại! Thằng nhóc kia! Mày đứng lại, mày tao bắn mày đâu! Không! Mày đứng lại cho tao! Đi tụi mày! Anh dương lên tỏa sáng khắp núi sông buôn làng. Nhất đường con đi, trên đường con đi, đi theo niềm tin ước mơ tươi sáng. Ngày quê hương sắc bóng xâm lăng, ngày quê hương thông còn chiến chiến. Thưa quý vị, quả thật là khi xem lại cái nhân vật Kim Đồng này thì riêng Quế Trân cũng không tránh khỏi cái xúc động, bởi vì Trân nhớ rất là nhiều đến hình ảnh của thầy Bạch Long. Bởi vì cái vai Kim Đồng này đã gắn liền với hình ảnh và tên tuổi của thầy Bạch Long ở đoàn Tuồng Cổ Minh Tơ ngày xưa, và duy chỉ có thầy anh Kim Đồng. Một tràng vỗ tay thưa quý vị. Trước tiên thì chú Bạch Long cảm ơn cháu Trường Giang đã thực hiện lại cái vai này. Thực ra cái vai này là cái vai hơi khó diễn chứ không có dễ đâu. Chỉ góp ý cho con một cái này thôi. Mình là tuồng cổ thì khi con đã xử lý cái ước lệ thì đừng có xài sợi dây. Tại vì mình là tuồng cổ thì tất cả ước lệ đi ngựa, mà không có con ngựa mà tưởng như cởi ngựa, mà không có chiếc ghe mà tưởng như là chèo chiếc ghe mà. Nhưng mà phải nói là chúc mừng con đã hoàn thành tiết mục này. Cảm ơn con, cảm ơn cái gia tộc Tuồng Cổ. Lần này thấy con vô vòng cổ tự tin và nghe được một chút cái mùi ở trong cái vòng cổ, chỉ nhờ con tự tin mà có được cái đó. Theo chú, cái vai Kim Đồng này con cũng còn hơi dè dặt. Tuổi trẻ là phải sôi nổi, nhiều khi không kiềm chế được bản thân thì con lại không bộc phát, nó rõ nét ở cái chỗ đó. Đặc điểm mà chú thông cảm con là diễn viên Tuồng Cổ, thành ra hát nó cũng không có mà như danh ca mà hát cái lương mà nó tròn rẻ, nhưng mà ăn thua là cái diễn xuất của con. Rồi, cảm ơn tiết mục của con nha. Điều đầu tiên thì cô cảm ơn cái nơi con xuất thân, cũng là cái nơi mà ba cô đã từng đứng trên sân khấu đó hát. Ngày hôm nay Giang đã làm một Kim Đồng rất là dễ thương. Tất nhiên cũng không trách được, trong quá trình diễn của con từ đầu đến cuối nó sẽ có những cái rất là nhỏ các cô chú ngồi đây nhìn thấy, nhưng mà cái lớn nhất mà cô nhìn thấy là cái máu nghề của con. Cái máu nghề của con được truyền từ gia đình, từ đời này qua đời khác, nó hừng hực lửa. Cảm ơn Trường Giang rất nhiều. Và bây giờ bạn hãy nhận về số điểm của mình nhé. Xin được mời số điểm từ phía nghệ sĩ nhân dân, tiến sĩ Bạch Tuyết.
9,5. Danh ca Thái Châu 9,5. Nghệ sĩ ưu tú Kim Xuân. Mời! Số điểm của nghệ sĩ Bạch Long chúng ta sẽ biết được ở cuối chương trình. Còn bây giờ sẽ là số điểm từ phía giám khảo khán giả tại trường quay. Chín phẩy năm điểm, chúc mừng bạn. Dạ thưa ông, cái này mẹ con nói chứ không có phải con nói. Mẹ mi nói gì? Dạ mẹ con nói á, nếu ông không phải là bao công á thì ông đi về đi. Còn nếu á như ông phải là bao công á thì mẹ con cho đòi vô dạy việc, chứ mẹ con không ra đón tiếp ông đâu mà ông đợi. Văn thiết đạo thính lôi minh khởi, thính kỳ ngộn như quả khởi thiêu mi. Ngã bổn hoàng vô sanh hữu phì. Phá âu yếm tiểu môn hà tắc nhập. Ông ơi ông, con xin ông thương con, ông thương mẹ con. Mẹ con không có thấy đường. Nếu đã lỡ tới đây, ta muốn vào trong để hãn tường cơ sự. Thái Thọ. Dạ. Dẫn đường cho ông. Dạ, ông theo con. Kìa mẹ, bổn quan đã vào đây. Mụ xin chào vũ tư văn chuẩn. Giả hành ý cẩm, nhãn ám quan như tể thế khôi ngô. Trong thế một vị phu nhân, trong thế mạnh đơn cô, có vẻ trọng thái nên mới biết bổn quan mà chào hỏi. Bơ này người bổng quan kia, chẳng hay bà mời bổn quan vào đây có việc chi? Dạ thưa ông, con mời ông ngồi. Để đó cho ông. Ai cho phép bà ngồi? Tại sao? Vì mụ chưa chắc ngài là bao công văn chuẩn. Thì ta là bao công văn chuẩn, chứ còn ai mà không phải hả bà? Nếu quả thật là bao công thì hãy quỳ trước mặt mụ đây cho mụ khâm nghiệp. Quỳ
Người lại khiến rất nên là khổ, buộc cho ta cái điều ngặt nghèo phải lòm cuối. Dù ra lại xác đời đến đổi thân ta. Ông ơi, ông ơi, ông ơi, con xin ông, con xin ông, ông hãy thương mẹ con, con xin ông mà. Nếu đã thương dân khổ thì ta nại chỉ tư phẩm. Chắc có lẽ đây ngôi bửu ngữ lâm vào trong la vọng mới tuyệt trí thi nghiệm ngô thân. Thôi được rồi, vậy thì ta cũng nên trụ tâm bước lại gần, kéo việc quan ức người không mở miệng. Hải Thọ, dạ, cầm máu cho ông. Nghiêm trang chưa? Dạ. Bớ này người bóng quán kia có ta. Chẳng hay bà muốn thí nghiệm bao công có việc chi? Nói đi. Mụ đây khám nghiệm, nếu quả thật là bao công thì ở phía sau ô có ba đốt xương y nguyệt tam sa. Còn không có thì không phải là bao công, thì mụ không thể nào nói với ai cả. Việc quan ức dầu cho đến chết mụ cũng không đành mở miệng lại với ai. Tại sao bà biết bao công của bà đốt xương y nguyệt tam sa? Vì có thần Đông Nhạc mách bảo nên mụ đây mới biết. Hả? Thần Đông Nhạc, thần Đông Nhạc, thần Đông Nhạc, hiya! Thôi thôi, bổn quan đã quỳ rồi, bà mau mau khám nghiệm. Hải Thọ, dạ. Ông quan ổng quỳ chưa con? Dạ thưa mẹ, ông quan quỳ ở đằng kia kìa mẹ. Tại sao vậy? Còn lại báo với ông rằng ông phải quỳ trước mặt mẹ đây nè. Mẹ ơi, dạ. Ông quỳ gần hay xa vậy con? Con dẫn mẹ đi.
ấy rồi. Đúng rồi. Đúng là bao công gian trưởng đây mà. Thôi thôi, ngôn truyền miếu lễ, hiền khanh kho bình thân. Miếu lễ hiền khanh kho bình thân. Dần tuyết đào tâm trùng ao não hề, tinh trần ngôn khổ phẩm mỹ hà lương à. Chắc có lẽ đây phẩm kim chi ngọc diệp hoàng ngương à, hay là bửu địa ngọc cung trường gác tía. Chẳng hay ba là ai mà sao dám miệng lễ cho bổn quan vậy chứ hả? Thôi khanh đi, khanh tệ lắm mà. Trong cả thiên hạ ai cũng biết khanh là lông đồ học sĩ, nói cả trào ai cũng biết khanh là thiệt diễn vô tư. Bao khanh ơi, mẹ xa có 18 năm dư, sao khanh lại nỡ để cho mẹ sầu con thảm. Thỉnh thuyết trần ngôn thật khủng khiếp, chẳng hay bà là người ở cùng nào mà lạc đến sư trần châu. Hãy mau mau khai rõ đuôi đầu, ta có về cung cũng hồi trào giọng tâu. Bà là ai? Bao đau thương tàn tóc đã dèo, gây thân ta bao nỗi đắng cay, mắt thấm ướt lệ tuôn đôi hàng. Bao khanh sao nỡ để cách xa thâm tình, tình mẹ con cách chia. Tai nghe bấy nhiêu lời hải kinh, tanh danh chi kha phân bài, ngủ ngà cơn trăng đen. Xưa kia hiến dinh chốn hoàng cung, hậu hoàng xứng tán đi thằng phi. Ly thần phi, ly thần phi nào. À, có phải ly thần phi ở cung Bích Vân có phải? Xưa kia chốn cung hoàng bừng lửa thiêu lập xác thần, trong 18 năm trời sao bà sanh sống đầy thân, lại có đêm không ngày và lấy chỉ làm tinh. Lòng đã nghi xưa chúng cung hoàng
ban truyền cho ta bức ngọc trầm này. Khanh nhìn tương cáo lỗi tiên dương. Sai thân bái ta hoàng hà nước. Xưa khác nay, khanh đứng lên, đừng làm tôi tâm cho già. Làm phân ly cơ sao linh bà toàn thấy thi ai yêu điêu tàng làm thế lương mình gian chương cung cát thần sống trong an nhàn lữ hoàng sang đến cung quan cùng vui đôi chén trong lâu điểm sang đầu cánh ngược ngay mơ màng ta về phòng liền kinh tâm đâu nơi trướng loan xác một con mèo tâm hồn đau điên đất trời đang như sang bao tình rằng đêm nay đốt cùng quách què kế ngư giang bài ra ta liền mặc áo giam quan mau thoát ra hoàng cung. Hãy subscribe.
câu lệnh bà. Chẳng hay hoàng tử có dấu vết riêng gì hay không? Dạ, xin lệnh bà cứ nói. Có, nhưng nếu tử hoàng đã chết thì thôi, còn bằng sống thì trong lòng bàn tay và bàn chân có ẩn chữ xã tắc sang hà. Xã tắc sang hà. Nếu hoàng tử đã có dấu vết riêng thì thần đấy nhất định sẽ tìm kiếm. Còn bây giờ ta hoàng hậu quá ân nhân, thần xin lui bước. Bao hiền khanh, ta mỗi mòn trong tình hiền khanh, xin thái nương yên tâm dừng lòng. Lòng khuôn phò giá đêm trường ba về lần, mà dù hoa bao kẻ đang khốn đau sớm mau hiệp qua. Sinh Trường Giang vừa hoàn tất phần thi của mình. Cảm ơn cái sự dàn dựng và cảm ơn cái âm nhạc đã làm rất là đầy đủ. Riêng phần con á, thì cái thoại đó, cái âm vực á, nó chưa đủ già để mà đóng cái vai bao công. Khi con diễn chung với cô Trinh Trinh á, cô Trinh á thì quá đẹp mà quá đỉnh đạt, thì lại thấy con hơi non một chút xíu. Thì đó là một cái cảm nghĩ rất là chân thật của cô. Và cô rất là cảm ơn con và cũng trân trọng con, là bởi vì cô nghe âm nhạc làm rất là đầy đặn, rất hay. Cho nên đó là một cái sự ghi công đối với con. Chúc mừng con. Cái diễn xuất của con hay quá. Bao nhiêu cái kỳ công mà mình luyện tập được như thế này là cũng đáng khen ngợi rồi. Thì đúng như cô Tuyết nói đó, để mà thể hiện ra một bao công là cái giọng phải già dặn và nó phải khỏe nữa. Thì cái này nhiều khi những cái chữ mình phát âm đó, nó cũng còn trẻ quá, nghe nó trẻ quá. Đó thì nói chung là cái bộ tịch của con, cái diễn xuất của con, những cái động tác như thế này là đáng phục lắm. Hôm nay cô Phương Dung nhìn lại Trinh Trinh và nhìn lại Trường Giang rất tuyệt vời. Nhưng mà tôi không đồng ý với chị Bạch Tuyết, là tự vì với cái tuổi đời của Trường Giang mà đóng bao thanh thiên như vậy là đã quá hay rồi. Làm sao so được với chị Bạch Tuyết? Bao nhiêu năm trong nghề, qua thời gian tiếp nối, thì cô nghĩ là con sẽ làm rất hay hơn bây giờ. Ở bên sân khấu đó, nó có một số những cái nguyên tắc về cái phát âm. Nhưng mà cái vai này đó, thì vì đó con trẻ là một, nhưng mà nó còn một việc nữa là cái giọng của con đó, là một số cái con phải tập làm sao cho nó vững hơn. Còn nếu không á, mình la lớn như hồi nãy đó, thì thỉnh thoảng nghe cái giọng the thé, mà cái người mà đóng bao công đó thì cái khí chất đó không thể the thé. Con hình dung không? Thì cho nên muốn cho con nghe lời nói thật để con tiến bộ. Vậy đó chị Dung. Mình đúng như chị Bạch Tuyết nói, ngoài cái kỹ thuật vũ đạo ra, cái nội lực của diễn viên mới là quan trọng để thể hiện hết nội lực của ông bao công. Bởi vì người diễn chung với em cái nội lực quá dữ, quá chuẩn, mà bao công cần phải có giọng có nội lực đầy, cũng phải ngang ngửa với Lý Thần Phi thì cái trích đoạn nó mới đẹp. Dạ, trước hết cho con xin cảm ơn lời góp ý của bốn vị ban giám khảo. Đây là những lời góp ý mà chắc chắn sẽ đi theo con suốt một chặng đường. Đêm thi hôm nay, mặc dù kết quả điểm có như thế nào đi nữa, với con đây là một niềm hạnh phúc nhất.
trên sân khấu này đã in dấu những bước chân của các chị của con. Con cảm ơn Sao Nói Ngôi đã cho con, gia đình của con để làm nên một cái tác phẩm và một cái hạnh phúc rất lớn đối với con. Bạn Nguyên Vũ xin phép chương trình cho mời gia đình của bạn lên sân khấu này. Thưa tất cả quý vị, hết sức là bất ngờ. Mà thương nhất là chị Tú Sương, là chị vừa phẫu thuật chân, cho nên là chị không có chuẩn bị hết. Thôi giờ chị chia sẻ một vài lời với lại quý vị khán giả. Dạ trước tiên thì thực sự con xin lỗi. Thật sự con cũng xin cáo lỗi trước, tại vì con không có chuẩn bị chỉnh tề. Con cũng xin cảm ơn quý giám khảo, con cảm ơn quý vị khán giả và tất cả quý vị trên khắp mọi miền đất nước và tất cả các cô bác đồng nghiệp đã yêu thương và ủng hộ tinh thần cho các em của con và gia đình của con, các anh chị thi chung nữa. Con xin cảm ơn rất nhiều. Theo dõi Trường Giang từ hồi mà tập đầu cho tới bây giờ đó, tức là không biết là mọi người có thấy rằng cái sự tiến bộ của Trường Giang rất là dữ dội không? Và chỉ như vậy thôi là chúng ta thấy rằng cái nền tảng của gia đình, cái nôi của gia đình Minh Tơ, và cho tới bây giờ chúng ta có được một kép trẻ như thế này. Và cô cũng như là các giám khảo chúc mừng cho gia đình và chúc mừng cho con Trường Giang. Hoan nghênh con Tú Sương. Nhưng mà cũng mong muốn gia đình hãy đứng lại trên sân khấu và chia sẻ số điểm với lại Trường Giang nhé. Thật ra là cô có thể, hôm nay là cô cho con 10 với một cái sự nỗ lực của con và cái kỹ thuật của cái nhân vật này mà con đã học. Nhưng mà sẽ bớt con phân nửa điểm là vì chọn cái vai không phải là bản chất thật của con, để con có thể xuất sắc hơn con nha. 9,5. Xin được mời số điểm từ phía danh ca Thái Châu. Xin được trân trọng kính mời danh ca Phương Dung. Số điểm của nghệ sĩ ưu tú Việt Anh sẽ biết được ở cuối chương trình. Còn bây giờ sẽ là số điểm của khán giả tại trường quay dành cho thí sinh Trường Giang. 9,6, chúc mừng bạn. Mịt mờ gió cầu khắp trời đầy gươm dao, quân ta đã lọt vào vòng dây giặc thác. Ta đã lọt vào dòng dây giặc thác à? Xin thánh hoàng dựng giả tâm, hổ huyệt long đàm lòng không nao núng mà tướng sĩ ta nhuệ khi ngút trời, lớp lớp hàng hàng không rời tay kiếm. Gặp rằng kỳ bộ tướng giao quyền soi thắt mong thật nguy hiểm vô cùng, chúng đánh ta bởi mộng tham tàn, ta đánh quân thù bảo vệ quê hương, ta tranh nghĩa chúng ta giang tổ quốc thiêng liêng, tổ tiên lưu truyền con cháu là hồng giữ nghiệp ông cha. Dạ. Thần giỏi giá về tâu, vì đã truy ra mưu lược, giặc của bình tấn công chỉ là kế nghi binh. Nghi binh à? Dạ. Vậy là hắn đang dương đồng kích tay, chờ đánh tượng binh để ta giao động. Đúng. Một mặt là cướp chiến thiền ta, hầu chặn bước lui quân. Chúng ta toàn lực đương đầu, dù tổn tướng hào binh, nhưng chúng
có thành thì mất cả non sông. Thế giặc hung hăng bất khó trong đồng xin đừng manh động. Ta cần liệu định trước mưa phá chiến lược định quân. Nếu như để giải đất bình Lê Nguyên rơi vào tay giặc, ôi Thăng Long rồi sẽ ra sao? Không, không các anh ơi, bỏ Thăng Long dạ trầm nao nao, còn đâu Lăng Miếu tổ tông đại diện. Bệ hạ, xin cho thần được mạo muội đôi câu. Được, trẫm cho phép. Người cầm binh giỏi phải biết lượng sức ta với địch. Lượng sức ta với địch. Đúng. Người trị nước giỏi. Khanh cứ nói. Phải biết cân nhắc trọng khinh. Cân nhắc trọng khinh. Nhưng quân ta đang rơi vào thế bất lợi, nên nhớ lời của Thượng Phụ Thái Sư. Biết tiếng đúng lúc chỉ là người tướng giỏi, nhưng biết lui đúng lúc mới là người tướng tài. Không, ta quyết dốc toàn lực vào trận đây. Bệ hạ, vậy thì không khác nào đánh bạc mà dốc cạn túi. Theo binh pháp ấy là thất sách. Là thất sách. Bệ hạ. Không. Dạ 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 dạ. Điều chi? Đội tướng binh cơ hồ tan rã. Kiến Xương Hầu, Kiến Xương Hầu đã thọ trọng thương. Đội tướng binh cơ hồ tan vỡ. Kiến Xương Hầu đã thọ trọng thương à. Lôi Tam Quân yeah. Địa giới sẵn sàng. Ta đích thân nghinh chiến. Bệ hạ. Lời khuyên bao trọng thân vàng, toàn dân đang cần hoàng thượng. Chờ thời cơ phán công diệt thù. Lễ tần theo phò hoàng thượng, nước xuôi dòng đưa thuyền về kinh. Chức ngăn đường truy nã quân Mông. Tam quân yeah. Bệ hạ. Tướng quân phạm cử chết. Thần xin liều chết. Cam nghĩa lại bà đấng hùng anh. Đạo di thần vẹn nghĩa tròn trung, xin sớm lui quân nhưng Huệ Dương đang chờ. Tướng quân đi đi bệ hạ.
đi bệ hạ, đi bệ hạ, đi đi bệ hạ. Võ vệ đại tướng quân, danh xưng Phạm Cự Trích. Xây ra để ta bắt Thái Tông trận cảnh. Tướng nước Nam, ta bảo vệ vua Nam. Người dân Việt, ta gìn non sông Việt. Bay đâu xa quát nhau. Không thích quyền, ta giết chết nhà ngươi. Đuổi theo. Bắn cho chết. Bắn. Máu anh hùng nhuộm thắm non sông, ghi vào trang sử vàng lá hồng. Bình Lê Nguyên, Bình Lê Nguyên, lửa bừng được. Cảm ơn nghệ sĩ Thanh Sơn, nghệ sĩ Điền Trung, nghệ sĩ Hoàng Hải và nhóm Cascade đã hỗ trợ cho tiết mục của Trường Giang. Con thở một chút đi. Thương quá trời ha. Chỉ nội cái công phu của cái việc dàn dựng và cái sức lực của Trường Giang thì phải nói rằng rất tuyệt vời. Chỉ có cái việc rất là nhỏ mà nhắc Trường Giang mấy tập rồi, những nhân vật khác nhau, nhưng mà có những lúc đó, Trường Giang ra bộ đó thì ông ưa đưa cái ngón tay như vậy. Cô mong rằng con tiết chế động tác của mình cho nó chính xác. Thí dụ như thế là vai tướng không thể đưa cái tay như vậy. Thứ hai về ca, hôm nay đó là thấy ca tiến bộ hơn nữa. Tiết mục rất tuyệt vời, cảm ơn con. Cái thứ nhất, con còn quá nhỏ, mà cái này đó là học cả đời cái nghệ thuật này thì tụi con là quá tuyệt vời rồi. Từ cái đi ngựa, từ cái chỉ tay, cô rất là nể. Tại vì cô đã đi với đoàn Minh Tơ cũng 6 tháng 7 tháng, mà cô cố ý đi qua bên đó để học nghề. Mà cái này rất là khó hả, mà nhớ cái tay là quên cái chân. Mà cái khó hơn nữa đó, là mặc quần mặc áo rồi phải siết lại cho thiệt chặt. Mà như vậy đó là thở không có được, mà thở không được làm sao hát. Thành ra cô chúc cho con càng ngày càng tiến bộ,
cả dòng họ mà cả đoàn đều hãnh diện về con. Đúng là bạn còn hơi non, bạn còn hơi non, nhưng mà tôi rất là yêu cái non của bạn. Trong đó tôi thấy cái lửa trong bạn rất là dễ sợ, và tôi tin là bạn phải giỏi hơn nữa. Tôi nghĩ là Trường Giang đang trên cái đường chinh phục sao nói ngôi đó. Đầy nhiệt huyết với nghề, Giang cứ là phát huy những cái gì, cái thế mạnh của mình. Có lời khuyên thêm, mình tập cái thể lực mình. Cái này là cái ngành tuồng cổ mình cần cái thể lực ghê gớm lắm. Mình chỉnh đốn cái ca mình nó tuyệt vời hơn nữa thì cháu sẽ hoàn hảo. Xin được cảm ơn ban giám khảo rất là nhiều. Và sau đây xin mời quý ban giám khảo dành số điểm cho thí sinh Trường Giang. Xin được mời số điểm từ phía nghệ sĩ nhân dân tiến sĩ Bạch Tuyết. 9,5. Xin được mời danh ca Hải Châu. 9,5. Nghệ sĩ nhân dân Ngọc Giàu. Tại vì Ngọc Giàu mới được ngồi có một lần này, thành ra Ngọc Giàu phải cho 10 điểm. Số điểm của nghệ sĩ Minh Nhí chúng ta sẽ biết được ở cuối chương trình. Còn bây giờ sẽ là số điểm của giám khảo khán giả tại trường quay. Chín phẩy bảy, chúc mừng bạn Trương Hoàng Hậu. Bạn nghĩ như thế nào khi tàn chứng đã rành rành cớ sự? Quán tể chấp, ông phải nói năng cho dè dặt. Đừng quên, ta là mẫu nghi thiên hạ. Nếu như chẳng cẩn ngôn, ta sẽ chém bái đầu. Con gái này là ai? Ta nào biết nào quen. Tên gián điệp thông đồng từ cùng cấm, bạn quê hương đất nước của cha ông, chịu suốt đời thuần phục tông thần tông. Mà tên mãi quốc cầu dính, đó chính là Thượng Dương Hoàng Hậu. Lý Đạo Thành, Ý Lan, Các ngươi hết bài chỗ này rồi lại bài sang chỗ khác. Chắc có lẽ chúng bay muốn ta vùi thay trong ngục lạnh, nên mới đặt điều cho rằng ta bán nước buôn dân. Bằng cớ đâu đừng vu khống hàm hồ. Đây, ta xin trả lại cho bạn lời vu khống. Ôi hồ tiên đế anh linh trong vô lòng, có thô chân nổi xót xa của kẻ gối chân manh tâm mãi quốc cầu dinh. Giả mạo, không phải giả mạo mà đó là sự thật. Quan tể chấp và ta nhận được tin, nên ta lệnh bắt gian nhân, phụ chung phải cung khai gốc ngọn đuôi đầu. Những kẻ khóc la đòi chồng ngoài cung cấm, đứa cầm đầu bởi Liễu Huệ Thanh Mai là hai cung nữ của Hoàng hậu Thượng Dương. Vì tài trời là do phong thơ gửi Tống Dương, hẹn ngài làm nội gián ngoại kích nội công. Tổ quốc thiêng liêng đâu phải của riêng mình, mà sức ngoại bang vào toàn dậy xéo nát tan. Tâu Thái Hậu, để cho muôn dân không còn xao xuyến, bên ngoài chiến trường chiến sĩ vẫn giữ can cường. Dạ, xin cho phép ly ngừng sớm trở lại biên cương, và bảo cho Đôn Quốc Công biết rằng trong nỗi nhất triều đình sẽ đem binh tiếp diện. Nhưng còn ai, ai sẽ đem hùng binh sông nước tiếp tay? Thần xin lãnh hùng binh. Là Khanh à, hay lắm, ta phó thác cho Hiền Khanh chiêu toàn quốc sự. Xin dân. Con Thượng Dương Hoàng Hậu, tội tư thông quốc tặc, xin Thái Nương phê chiếu giáng hình
Trừng phạt. Quan Tế Chấp, dù sao Khanh và Thượng Dân cũng nghĩa thông gia. Ta Tàu Thái Hậu, thần thọ chức Bình Chương Quân Quốc là vì nước, vì dân, gắng sức già mà thần lo cho nước, cho dân, chứ không phải là vì ảo mạo đại cân mà lòng chẳng khao khát cao lương mỹ vị. Ngoài chiến lý thì hàng vạn quân tướng sĩ ngày qua ngày giáo đổi giáo gươm kề gươm, chiến đấu với giặc thù giành lại từng tấc đất thân thương. Thế mà nơi trong cung chương lại có kẻ ban máu của dân để mưu cầu địa vị. Tàu Thái Hậu, quân pháp có câu: tiên trị kỳ gia, hậu trị kỳ quốc. Xin Thái Đường phê chiếu xử. Lan trì. Chị Vàng em, chị Vàng em dù sao cũng là phận quần thoa, xin nhổ phước mà thứ tha cho chị. Em ơi, chị lỡ có một lần bán nữa, xin thề chẳng dám tái phạm lần sau. Con Tế Thái Hậu, xin người hãy dám an gia hình cho Thượng Dân Hoàng Hậu. Tàu Thái Hậu, gương xưa trị nước đành dẹp tình riêng, ta lo việc chung ly đâu nay, vì tự ý tha phương dương, toàn dân đấu điên khôn lường, gieo thảm họa tóc tan, ngoài bang lớn sang biên thùy, ta cần việc đứa giang cầu nương nương lai chuyển long thân đà quý. Con Tế Chấp, Thái Hậu, ôi à, giang xin thương dùng phần thuyền quyên lẫm trường chuyên, lại sinh xin làm đời ngựa trâu, ơn khắc sâu thù nào quên. Dù sao cũng trong quan gia giùm tha kinh qua bọt bèo. Con Tế Chấp ơi, xin Khanh hãy nghĩ tình tiên đế mà. Tàu Thái Hậu, xin Thái Hậu hãy chém đầu thần trước, rồi tùy nghĩ tha Thượng Dương sao.
Không đâu, không đâu. Thái hậu, chị Giang em mà. Thái hậu ơi, chị Giang em. Thái hậu ơi, Thái hậu, Thái hậu. Giáp sĩ quân. Dạ. Truyền tam bang trào điện. Bình độc dược. Lưỡi gươm vàng. Vai diễn Lý Đạo Thành là một vai rất nổi tiếng, rất là lừng lẫy của nghệ sĩ ưu tú Trường Sơn. Đó cũng chính là cậu ruột của Trường Giang. Và hôm nay Trường Giang đã thể hiện cái vai diễn này cùng với sự hỗ trợ hết sức là nhiệt tình của hai người chị. Người chị cô cậu ruột của Trường Giang đó là nghệ sĩ ưu tú Tú Sương và nghệ sĩ Lê Thanh Thảo. Xin được cảm ơn các nghệ sĩ. Đây là một cái trích đoạn kinh điển của cải lương tuồng cổ Việt Nam. Và trích đoạn này thì tôi đã được hân hạnh diễn cùng với nghệ sĩ nhân dân Ngọc Giao, nghệ sĩ nhân dân Thanh Tòng ở tại Paris. Tôi xem cái vở diễn này rất nhiều lần, từ nghệ sĩ nhân dân Thanh Tòng mà cho đến nghệ sĩ ưu tú Trường Sơn. Hôm nay đó có một điều hết sức là thú vị, xem một chàng trai diễn cái vai Lý Đạo Thành. Thần sắc dĩ nhiên con không thể, nhưng mà với điệu bộ, với cách diễn đạt, cho cô nhìn thấy tương lai rực rỡ và một cái nét sáng vô cùng hết sức là đẹp của nghệ thuật tuồng cổ Việt Nam. Cái đoạn này là rất hấp dẫn người xem, ngay cả những người làm nghề cũng cảm thấy máu lửa. Giống như chị ba vừa nói là các em, các cháu bây giờ thì không thể nào giống như những bậc tiền nhân đi trước. Nhưng các em đã cái tiếp bước cha chú của mình như vậy thì rất là đáng mừng. Với cái tiết mục này, chú thấy cái công suất lao động của cái ngành tuồng cổ này ghê gớm quá. Chú cũng đã xem nghệ sĩ Thanh Tòng diễn, con mắt trợn lên bỗng liếc qua liếc lại, hốt hồn người ta lắm. Nhưng mà qua cái vai diễn của con như thế này, con trẻ tuổi mà con dồn hết cái tâm sức vô con diễn cái vai này thì chú phải nói là rất là hay, rất là khâm phục cái khả năng lao động nghệ thuật quá tốt. Trực tiếp xem em diễn coi như là mới hoàn toàn cái vai này, cho nên đối với tôi là một cái sự rất là xúc động mà tôi không thể nói một cái lời nào hơn, là tôi rất là kính phục các bạn, nhất là Trường Giang. Em đã lột tả được hết cái tinh thần của một người trung thần đối với nước. Cái thứ hai là cái bi hùng tráng của cái vở kịch. Cho con 10 điểm.
xin được mời số điểm từ phía danh ca Thái Châu. Quá thật xứng đáng. Mời. Xin được mời số điểm từ phía nghệ sĩ Kim Phương. Cô cho. Mời. Số điểm của nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Chính Tính chúng ta sẽ biết được ở cuối chương trình. Còn bây giờ sẽ là quyền quyết định của 100 vị giám khảo khán giả tại trường quay. Chín phẩy bảy điểm, chúc mừng bạn. Lộm ơi, lộm. Anh nè. Cái gì vậy em? Sao vậy? Dạ. Sao vậy nè? Em sao? Em đi ra chợ mua cho anh khúc vải. Rồi sao nè? Cái em sơ ý em bị té. Trời ơi, đi đứng sao mà kỳ vậy nè? Anh đã nói rồi. Anh ơi, anh coi em coi sắp giải có bị dơ không vậy? Cái sắp giải nó không có quan trọng. Quan trọng nhất là em đây nè. Em ngồi xuống đây anh coi coi. Rồi, cái chân có bị sao không? Dạ không sao, em bị chạy có chút xíu à. Trời ơi, cái chân nó sưng như vậy mà nói là không còn sao. Đưa cái chân đây anh coi. Trời ơi là trời ơi, cái chân vậy đó mà nói em có làm sao. Ui da, ui da. Sao anh sức dầu cho em á? Em đau em đâu ui da đâu mà sao anh ui da vậy? Mấy người có biết á, mấy người bị cái gì á là tôi đau như thế nào không? Còn hỏi nữa, bực ghê. Ui da. Xin lỗi em. Làm người ta đau quá à. Làm như là thương người ta lắm vậy á. Thương sao không thương? Nói vậy mà nói được. Vợ chồng với nhau không thương em thì anh thương ai? Người ta vì tôi á, người ta đi mua đồ cho tôi mà người ta té về nè. Giờ người ta muốn cái gì? Người ta nói đi, tôi làm hết cho người ta liền giờ nè. Em muốn rồi, anh có làm được cho em không? Cái gì làm cũng được hết trơn á trời á. Em nói đi, em muốn cái gì? Anh làm cho em coi. Em muốn sáng mắt. Mù khổ lắm anh ơi. Anh Niễn, anh thử lấy hai tay á, anh bịt lên mắt á, rồi cái anh sống một tiếng đồng hồ trong sự tăm tối coi. Anh sẽ thấy người mù tha thiết với ánh sáng bao nhiêu. Bao tháng năm mong chờ, mong có ai thương tình lòng, mở lòng giúp em thân tâm. Sao cho bóng đêm không còn, đôi mắt đầy sáng như người ta. Càng nhìn em buồn, anh càng thêm đau. Nhói đau tim này, đừng khóc nữa em ơi. Thay ta đã nên vợ chồng, thì suốt đời sẽ không lìa xa. Anh luôn muốn em toại lòng là có ngày thoát qua mù. Hồi nãy đó anh nằm ở cái chõng tre này nè, anh nửa mê nửa tỉnh, anh thấy Phật Bà Quan Âm. Phật Bà nói với anh là em là một cô gái hiền lành, Phật Bà sẽ cho em được sáng mắt, nhưng mà với một điều kiện. Điều kiện là tụi mình phải xa nhau em à. Xa nhau? Rồi anh nói sao? Anh từ chối. Anh từ chối? Anh Liễn ơi, vậy là anh không có thương em không, hả? Không, anh thương em nhiều lắm rồi. Anh từ chối là anh đâu có thương em đâu. Anh thương em mà. Anh sợ, anh sợ em sáng mắt vợ chồng mình sẽ xa nhau em mà. Anh Liễn à, em đây xin nguyện suốt đời yêu anh không đổi thay.
cho đến hết đời. Chỉ có anh trong lòng. Buồn nữa, em đi vô trong em rửa mặt đi, rồi anh ráng anh ngủ nữa để anh gặp được Phật Bà Quan Âm để anh xin lại. Anh nói vậy là anh không có thương em á, mai mốt là không có nói vậy nữa nha. Anh biết rồi, đi vô nhà đi, rửa mặt rửa mày nghe. Niễn ơi. Dạ. Nè nè, ê mày, chiếc xe quê kỳ của ai đậu ngoài trước sớm mà con nít nó bu quá trời vậy bay? Dạ cái xe đó của ai con biết nữa tía ơi. Tía ơi tía. Hả? Tía có thương con không tía? Dạ. Nay mày hỏi vậy là sao mày? Tía ơi tía. Tía cho ai con với em lượm cưới nhau liền giờ đi tía. Cái thằng này muốn vợ riết khùng hả mày? Tao đã nói là cuối tháng này mới có ngày tốt mà. Nhưng mày cũng đã đồng ý với tía rồi, hôm nay nói gì kỳ với mày? Tía ơi, con không còn thời gian nữa đâu tía ơi. Tía thương con, tía đồng ý. Tía cho con với em lượm kiếm cưới nhau liền giờ đi. Con giải thích cho tía nghe sao. Còn lại tía mà tía, tía giúp giùm con. Tía cho con cưới em lượm liền giờ. Thôi được rồi, đứng lên đi. Thôi ông muốn tôi chiều ông ơi. Dạ. Tôi mệt ông quá. Lượm ơi ra đây em. Trời đất ơi, cái gì muốn vợ gì mà muốn ghê vậy? Tía ơi tía. Có mấy ngày nữa cũng chịu không nổi nữa sao? Kỳ sẵn cái mâm trầu cao đây mà tía. Anh kêu em giữ vậy. Mình làm luôn đi tía. Chịu. Ủa tía. Cái gì? Trời đất ơi, cái mâm trầu cao này là của tôi. Ngày mai tôi đem qua nhà của bà Sáu đám cưới của người ta ở bển ông ơi. Tía ơi, cho con mượn trước rồi con trả lại sau mà tía. Tôi sợ ông luôn đó ông kệ. Quỳ xuống em ơi, quỳ xuống, quỳ xuống. Thôi. Ơi. Dạ, con khấn lại Hoàng Thiên Trời Phật chứng giám. Con tên là Hai Tất. Con kính xin Phật Trời cho hai tụi nó được. Anh Hai. Hả? Trời đất ơi. Ủa, cô Hai xa. Bà đi. Ê, đi trời. Hồi nãy tôi đã nói với bà là tôi có đồng ý em luôn đi theo bà mà. Không có được khổ nghe chưa. Tôi đến đây để tìm con của tôi. Anh Hai, xin phép anh cho tôi được gặp lại con gái của tôi mà anh ơi. Lượm ơi, má nè con. Tía ơi tía. Má đi nè Lượm ơi. Có chuyện gì xảy ra vậy tía? Tía ơi, tía đâu rồi tía? Rồi tía đây con. Chuyện gì vậy tía? Bà đây là ai vậy tía? Là má của con đó. Má của con thất lạc mười mấy năm nay đó. Má. Anh Hai. Ừ. Má con. Má nè Lâm ơi. Má đây nè Lâm ơi con ơi. Má. Trời ơi, con gái của tôi. Má sẽ đưa con đi qua bên Quy Kỳ á, rồi má sẽ chữa lành đôi mắt cho con nha con. Má ơi. Con mừng quá má ơi. Anh Điển ơi. Anh Điển ơi, vậy là em sắp sáng mắt rồi. Thôi. Phật Bà Quan Âm chứng rồi anh Điển ơi. Thôi con à, con vào con sửa soạn mấy bộ đồ đi rồi đi cho kịp. Đi cho kịp với má nghe con. Cô Hai à. Này. Dạ. Con Lượm nó là con của con. Con nhận lại nó thì tôi không có trách. Dạ. Tôi cũng không có dám cấm cản gì. Cảm ơn anh Hai. Nhưng mà cô muốn đưa nó đi. Dạ. Thì cô phải hỏi ý kiến của chồng đó, là thằng Niễn đó. Anh Hai, không biết thì thôi, chứ bây giờ đã biết rồi thì tôi không cho con gái tôi nó lấy thằng Niễn đâu anh Hai à. Cô chê nó xấu xí tật nguyền phải không cô Hai? Không. Cô có biết tại sao nó bị như vậy không cô Hai? Anh Hai à, ngày xưa ông hội đồng là cha của cô đó cho người đốt nhà của bà Tam Bụ. Con Lượm nó nằm ở trong đó đó cô Hai à. Chính thằng Điển nó chạy vô đống lửa đó, nó cứu con Lượm ra, cho nên cái bản mặt nó bị cháy như vậy đó cô Hai à. Đổi lấy cho con gái của cô có mặt xinh đẹp như bây giờ, thằng Điển nó phải chịu đau đớn lăn lộn trong nhà thương thi á, cả cuộc đời của nó phải ôm cái bộ mặt ghê rợn suốt cuộc đời. Đây Niễn, Niễn ơi, tiền nè con, cầm đi con.
tôi không có bán vợ tôi. Niệm con à, bà đưa em lượm đi đi. Mày nói cái gì vậy đi? Trước khi tôi đổi ý. Lượm ơi, Lượm ơi, đi lẹ lên đi con ơi. Đi lẹ lên, đi 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 với má con ơi. Đi dạ. Đi lẹ lên tía con. Tía ơi tía, con đi theo má con lên Sài Gòn chữa mắt xong á, là con về với tía nha tía. Tía có mừng cho con không tía? Tía, tía mừng, tía mừng cho con. Đi lẹ lên con, đi con. Anh Niễn à, tía ơi, anh Niễn đâu rồi tía? Nó đang thằng Niễn nó ở ngoài ở ngoài xe đó con. Đi ra ngoài đón nó. Nó đón con ở ngoài. Đi ra con ngoài đi nha, ra ngoài tía. Gặp nó nghe con. Tía đợi con về nha tía. Đi lẹ lên đi con. Anh Niễn ơi, anh đợi em nha anh Niễn. Tôi cảm ơn anh hai, cảm ơn cậu Niễn. Không, vợ của tôi mà. Không, con gái của tôi không thể nào lấy ma lấy quỷ được. Cô hai, cô nói cái gì vậy cô hai? Cô nói ai là ma là quỷ vậy cô hai? Cô hai, cô Niễn, mày chạy thì mày bắt con lượm lên cho tao. Niễn, bây giờ mày phải nói cho nó biết mày chính là chồng của nó. Niễn, tại sao mày đến chức cha gì đi chạy theo biển? Tía ơi, con đào cái mộ cho con ở đây. Không, tía không có chấp nhận mày làm cái chuyện đó. Con đào cái mộ liền đi. Không, tía ơi, đi. Tía không có chấp nhận. Tía ơi, đi. Con lại tía, ông tía suốt đời không bằng. Con lại tía, con lại tía, con lại. Điện ơi, Điện, Điện ơi, mày bỏ tía sao Điện ơi? Điện, trời ơi. Tôi đã nói với ông rồi, ông anh à, tôi là bạn của cô Lượm. Tôi biết rõ hoàn cảnh cổ hơn ai hết. Cổ nhờ ông viết hồi ký cho cổ. Ông phải viết chính xác. Tại sao mà ông lại thêm thắt? Ông nói là cô Lượm cổ lấy chồng rồi cổ sống hạnh phúc. Trong khi ở ngoài đời á, cô Lượm cổ chờ đợi anh Niễn cho tới tận bây giờ. Bởi vì cổ thừa biết cái nấm mồ đó chỉ là nấm mồ gió, rồi sẽ có ngày anh Niễn ảnh sẽ trở về. Không, tôi không chấp nhận điều đó. Bởi vì tôi thấy viết hồi ký mà như vậy là ác với cô Lượm lắm. Cô Lượm là một người đàng hoàng tử tế. Cô phải lấy chồng, cô phải có con, cô phải được sống một gia đình hạnh phúc, chứ không thể nào như vậy được bà. Nhưng mà ông không có quyền làm như vậy. Ông là nhà văn thì ông phải viết đúng sự thật. Ông về đi, tôi sẽ không trả một đồng bạc nào cho ông hết á. Ông về đi. Thưa quý vị, chúng ta cùng dành thêm một tràng pháo tay chúc mừng cho thí sinh Gia Bảo hoàn tất phần thi của mình với phần hỗ trợ của nghệ sĩ Thanh Hằng, quán quân Sao Nói Ngôi mùa đầu tiên Bình Tinh và nghệ sĩ Dương Cường. Có thể nói rằng cái nghệ thuật cải lương của chúng ta đó có cái tác giả Triệu Quả Phượng là thật là vô tiền khoáng hậu. Tức là người đến cái thế giới này và khi ra đi đó để lại những cái gia tài cho những người làm nghệ thuật Việt Nam, nhất là cái giới trẻ như tụi con, càng ngày càng làm sáng lên cái thiện, cái giá trị thật của một cái văn hóa Việt, cái sự thương yêu và sự hy sinh cũng như là lòng chung thủy của ông bà ta, cũng như là người Việt Nam bây giờ, bao giờ cũng là sức sống cho nhiều cái thế hệ. Mà hôm nay cái trích đoạn này của con làm là một, tức là cho cô gửi một cái hôn, nhất là với Bình Tinh, tức là người bạn này đó là rất là xứng đáng là quán quân của Sao Nối Ngôi. Tức là bạn diễn như là không diễn,
và cái sự tiến bộ của Bình Tinh á, thấy quá hết, quá hay mà quá đẹp. Tức là chúc mừng tụi con và chúc mừng cho cái sau nối ngôi. Nãy giờ tôi dằn hết sức rồi đó. Con được cái may mắn là những cái đồng nghiệp phụ diễn với con cũng quá tài ba. Diễn hay lắm, tình cảm lắm. Nhưng mà ở cái lúc mà con chổng cái đầu vô cái lu rồi ngước lên chứ quên cái niễn vậy. Cái lúc mà ngay thẳng luôn rồi cái giật mình cái mới niễn lại. Có phải không? Ờ, phải nhớ cái vụ này nha. Tôi để ý kỹ lắm à, phải để ý mấy cái nhỏ nhặt này. Thì ngoài ra thì cái tình tiết rồi nội dung kịch bản quá hay, quá tuyệt vời, diễn rất là hay. Tôi rất là làm lạ. Tôi thấy một hình ảnh anh Sáu Bảo Quốc đang diễn ở trên đó. Dấp dáng, giọng nói, cử chỉ. Chung quanh lại có rất nhiều người có nghề, mà nghề rất giỏi. Riêng về gia em thì tôi nói như thế này. Tôi ví dụ một hai điểm thôi. Trong cái một trạng thái bấn loạn để chụp cái mâm cao đó, không thể biết trước được. Và cái gì làm em chụp nó nhấn một cái bức xúc mà tới đó mới thấy, mới chụp lên nó đúng thời điểm, tự nhiên là làm cái điểm nhấn của vai diễn. Cũng như đội ngược cái trầu trên đầu, nó phải đúng đỉnh điểm, đúng tích tắc, đúng trạng thái em đội lên nó mới có giá trị. Và cái giá trị đó tuyệt vời. Ở đây muốn đội là tự nhiên ụp lên đội thôi, nó không có một sự chuẩn bị về trạng thái tâm lý. Mặc dù mình rất có cảm xúc nhưng mình bị nhanh, nhất là đoạn sau, cái đoạn trước khi hết màn một, nó bị nhanh, nhưng nó phải có điểm nhấn, có điểm nhấn để người ta thấy đầy đủ trạng thái bức xúc của mình. Và tôi cho là bạn hơi tham, cái phần hai không cần thiết, cái màn hai không cần thiết, lúc ra đi chạy đi là đủ cái trích đoạn này rồi. À, xin cảm ơn, chúc mừng em. Vào năm 1965, trước khi đoàn Thanh Minh Thanh Nga trình diễn vở Sông Dài do cô Thanh Nga đóng vai Lượm, thì Hà Triệu Hoa Phượng đã viết một kịch bản giao cho cô Thẩm Thúy Hằng. Và Phương Dung, cô Phương Dung có được may mắn hát trong chương trình đó tại rạp Thanh Bình. Gần 5-60 năm cô mới được nhìn lại trên sân khấu một trích đoạn Sông Dài mà Gia Bảo đã thể hiện vai Niễn. Tuy hơi mập một chút nhưng mà con có những cái diễn xuất. Cô rất hạnh phúc để hồi tưởng lại cái thuở cô 17-18 tuổi đã được hát trong cái vở Sông Dài này. Sông dài cá lội biệt tâm, phải duyên chồng vợ, ngàn năm em cũng chờ. Xin được cảm ơn những lời nhận xét đánh giá của ban giám khảo và những góp ý hết sức là tinh tế và chi tiết của các thành viên ban giám khảo dành cho Gia Bảo. Và ngay bây giờ là điểm số của ban giám khảo dành cho thí sinh Gia Bảo. Xin được mời số điểm từ phía nghệ sĩ nhân dân tiến sĩ Bạch Tuyết. Thật ra với cái trích đoạn hôm nay và với bao nhiêu cái người nghệ sĩ chuyên nghiệp cùng với con đó, với cái giá trị thực sự của tác giả Hà Triều Hoa Phượng mang lại đó, nếu cô có thêm một điểm, cô cũng sẽ cho con thêm một điểm nữa. Mời! Chúc mừng Gia Bảo đã có điểm 10. Xin được mời số điểm từ phía danh ca Thái Châu. Mời! 2 điểm 10 dành cho Gia Bảo. Xin được mời số điểm từ phía danh ca Phương Dung. 9,5. Thưa quý vị và các bạn thân mến, số điểm của nghệ sĩ ưu tú Việt Anh chúng ta sẽ biết được ở cuối chương trình. Còn bây giờ sẽ là số điểm của giám khảo khán giả tại trường quay dành cho Gia Bảo. Chín mươi năm, chúc mừng bạn.